Bên cạnh công tác giáo dục kiến thức văn hóa, việc trang bị phổ biến các kỹ năng sống thiết thực cho học sinh trong nhà trường là hành trang quan trọng có thể giúp các em tránh được hoặc làm hạn chế những rủi ro gặp phải trong các tình huống xấu. Có thể nói, trường Trung học cơ sở đô thị Việt Hưng là một trong những ngôi trường tiên phong ở Hà Nội đặc biệt chú trọng đến công tác này. Và trong các năm học vừa qua, nhà trường đã đưa vào các môn học về giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức các chuyên đề trong chuyên đề giáo dục kỹ năng sống và mời các chuyên gia, và các chuyên đề đó đều được học sinh đón nhận tham gia nhiệt tình, và các bậc phụ huynh cũng thấy tác dụng của cái chuyên đề này. Qua triển khai trên thực tế, các buổi học kỹ năng sống có sự giảng dạy truyền đạt trực tiếp sinh động của các chuyên gia luôn khiến các em hào hứng tiếp thu. Vậy thì sau chuyên đề hôm nay thì đã rất khó cho chúng em về một cái kỹ năng để ứng phó khi mà bị bắt cóc hay là bị đuối nước, để giúp có thể bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ bạn bè. Và chuyên đề có giúp cho chúng em có cách tư duy linh hoạt, phong thái tự tin, chủ động khi gặp phải những cái tình huống nguy hiểm bất thường, và đồng thời có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình cũng như với mọi người xung quanh. Học kỹ năng luôn tạo được sự tương tác trực tiếp giữa giáo viên hướng dẫn và các em học sinh ngay từ chính những chất liệu trong cuộc sống thường ngày. Trong buổi học chuyên đề phòng chống bắt cóc được trường Trung học cơ sở đô thị Việt Hưng tổ chức mới đây, ngoài việc truyền đạt các kỹ năng sống để chống lại các thủ đoạn lừa đảo rủ rỗ, các em học sinh còn được Trung tá Đào Trung Hiếu và cộng sự biểu diễn các động tác võ thuật trong các tình huống buộc phải phòng vệ bản thân. Tập hợp khoảng 500 cháu, tôi chia sẻ những cái kỹ năng cần thiết để nhận biết các tội phạm trong trẻ em, các phương thức thủ đoạn phổ biến, rồi các biện pháp để chủ động phòng ngừa, rồi các phương pháp để giải quyết tình huống khi bị lạc trong đám đông, khi bị lạc ở nơi công cộng, bây giờ thì chẳng may xảy ra bắt cóc thì nên ứng xử như thế nào. Đó là tất cả những kỹ năng mà tôi cho rằng cũng rất cần thiết cho tuy ở thời điểm hiện tại, việc thực hành võ thuật này chưa mang lại hiệu quả ngay lập tức, nhưng chính từ đây, nó có thể sẽ khơi dậy sự thích thú, đam mê trong các em, để từ đó khiến các em chủ động hơn nữa trong việc rèn luyện sức khỏe, võ thuật, thể chất để vận dụng vào trong tương lai, bảo vệ bản thân, gia đình và người xung quanh. Hơn nữa.